Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Bí kíp bảo vệ xe hơi. Ai đang sở hữu xe ô tô chắc chắn đều mong muốn xe của mình luôn an toàn, chất lượng, giữ được lớp sơn long lanh, không bị chảy xước và trông như mới. Tuy nhiên, sau khi mua xe và sử dụng xe, bề mặt sơn xe liên tục chịu tác động tiêu cực của môi trường, làm suy giảm chất lượng sơn xe, khiến bề mặt sơn xe nhanh chóng mất đi độ bóng, chảy xước, gây mất thẩm mỹ. Chúng ta cùng điểm qua một số nguyên nhân chính tác động trực tiếp tới bề mặt sơn xe. Thứ nhất, tác động của tia UV trong ánh mặt trời làm oxy hóa lớp sơn màu, dẫn đến bề mặt sơn xe bị ngả màu nhanh chóng. Thứ hai, tác động của phân chim, lớp nhựa đường, nhựa cây, vết côn trùng bám gây ăn mòn bề mặt sơn xe. Thứ ba, tác động của nước mưa chứa axit gây hại rất lớn đến sơn xe. Thứ tư, tác động của nước rửa xe chứa canxi, magie làm ố và mòn dần bề mặt sơn xe. Thứ năm, tác động của việc rửa xe rất dễ gây chảy xước bề mặt. Nếu chúng ta không bảo vệ bề mặt sơn xe từ ban đầu, bề mặt sẽ nhanh chóng bị phá hỏng, gây mất thẩm mỹ và làm giảm giá trị của xe một cách nghiêm trọng. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều công nghệ giúp phục hồi và bảo vệ cho lớp sơn của xe, và một trong những công nghệ mới đến từ Nhật Bản chúng tôi muốn giới thiệu hôm nay đó chính là Keramic, phủ bóng xe hơi đẳng cấp công nghệ Nhật Bản. Trái ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người rằng xe mới mua luôn ở tình trạng tốt nhất và hoàn hảo nhất, thực tế là tình trạng tốt nhất này chỉ tồn tại khi xe còn ở nhà máy sản xuất. Trong quá trình vận chuyển và lưu kho, cũng như cách bảo quản không kỹ lưỡng của các đơn vị vận chuyển, xe được rửa và lau không cẩn thận sẽ làm xuất hiện nhiều vết xước và làm ảnh hưởng đến tình trạng ban đầu của xe. Vậy, xe hơi loại nào thì nên phủ bóng Keramic? Xe mới mua, xe đã qua sử dụng, xe phân khúc thấp, xe phân khúc tầm trung, xe phân khúc tầm cao, xe hạng sang, xe siêu sang. Tại sao các loại xe thuộc các phân khúc trên lại nên phủ bóng Keramic? Bởi phủ bóng Keramic mang tới 10 lợi ích tuyệt vời. Làm tăng độ dày và tính năng bảo vệ cho lớp sơn trong suốt ngoài cùng. Hạn chế tối đa các vết chảy xước trên lớp sơn gốc với độ cứng 9H. Bảo vệ xe khỏi tác hại của tia UV, chống xỉn màu cho thân xe và các chi tiết bằng nhựa. Khả năng chống dính nước cao, nước tự viên lại thành hạt và trôi đi, cuốn theo cả những bụi bẩn bám trên xe giúp bạn tiết kiệm được chi phí rửa xe. Tính năng tự làm sạch, giúp dễ dàng loại bỏ các vết bám như xác côn trùng, phân chim. Bảo vệ xe trước các chất tẩy rửa với độ pH từ 2 đến 11. Làm tăng độ sáng bóng, lấp lánh và vẻ đẹp của lớp sơn tự nhiên. Bảo vệ lớp sơn nguyên thủy của xe khỏi các vết chảy nhẹ, vết vằn vện. Hiệu ứng phản chiếu như gương. Keramic Thái Nguyên bảo hành phủ bóng xe cho bạn từ 6 tháng đến 1 năm rưỡi. Vậy, quy trình phủ bóng xe như thế nào, có mất nhiều thời gian và công đoạn hay không? Đến với Keramic Thái Nguyên, quy trình làm đẹp và bảo vệ chuyên nghiệp cho xe yêu được thực hiện tỉ mỉ qua 8 bước. Bước 1. Rửa xe và vệ sinh tổng quan xe. Bước 2. Làm sạch bề mặt sơn, làm sạch nhựa đường, bụi sơn để tránh vết xi trong quá trình hiệu chỉnh. Bước 3. Hiệu chỉnh bề mặt sơn gồm từ 3 đến 6 bước đánh bóng và hiệu chỉnh. Bước 4. Vệ sinh toàn bộ khe kẽ, tẩy ổ kính các chi tiết lâu ngày bị ố vàng. Bước 5. Đưa hơi nước nóng vào vệ sinh khe kẽ, gioăng cao su. Bước 6. Rửa lại lần cuối cùng với hóa chất chuyên dụng. Bước 7. Đưa xe vào buồng phủ chuyên nghiệp với điều kiện phòng phủ kín, nhiệt độ tiêu chuẩn để phủ Keramic. Bước 8. Sấy và kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao. Bằng việc trải qua nhiều bước khác nhau, quá trình phủ Keramic để bảo vệ và làm đẹp cho xe sẽ giúp lấy lại và duy trì vẻ bóng mới của ô tô trong một thời gian dài. Tại sao nên chọn dịch vụ của Keramic Thái Nguyên? Thứ nhất, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo theo quy trình chuẩn dịch vụ 5 sao. Thứ hai, sản phẩm của chúng tôi phù hợp với các loại xe, từ xe bình dân đến xe hạng sang. Thứ ba, bạn được thoải mái lựa chọn nhiều gói sản phẩm phù hợp với ngân sách của mình. Thứ tư, chúng tôi thường xuyên cập nhật các thiết bị tiên tiến, hiện đại. Thứ năm, chúng tôi có đội ngũ tư vấn hỗ trợ 24/7. Keramic Thái Nguyên cam kết xe không đẹp, xe không bóng, xe không bền, không lấy tiền. Gọi ngay hotline 0969 999 969 để được tư vấn miễn phí. Keramic Thái Nguyên, địa chỉ 11 đường Phan Đình Phùng, đối diện khách sạn Đông Á Plaza, thành phố Thái Nguyên. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.